Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa tới lớp 5. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập chung trang 31. Bài số 1: viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi từ bé đến lớn. Bây giờ tất cả phân số này là đều có mẫu giống nhau rồi, được không? Như vậy là phân số nào mà có tử càng lớn thì phân số đó càng lớn. Còn phân số nào có mẫu càng nhỏ thì phân số đó càng nhỏ, được không? Như vậy theo thứ tự là coi 18 là số nhỏ nhất này, được không? Như vậy thầy sẽ giải đi luôn ha, giải đi luôn. Như vậy là 18/35. Rồi. Là 18 là tới 28. 28/35. Rồi 28 rồi tới 31. 35 và cuối cùng là 32. 35. Nào. Câu B. Câu B này chúng ta phải quy đồng, được không? Chúng ta phải quy đồng, đây là cái mẫu chung là 12. Như vậy cái này chúng ta sẽ nhân cho 12 thì cái này chúng ta nhân cho 4. Nào. 4 x 2 như vậy cái phân số này là chúng ta sẽ bằng 8/12 này. Được. Còn này chúng ta nhân cho 3 như vậy là 9/12. Cái này nhân cho 2 là bằng 10/12. Còn này chúng ta giữ nguyên là 1/12. Thì cái này nó cũng giống mẫu rồi. Thì chúng ta đi tính. Như vậy cái phân số nào? Số 1/12 là số nhỏ nhất. Rồi. 1/12 này. Còn 8/12, 80/12 chính là 2/3. Được không? Rồi 9/12 chính là 3/4. 10/12 là số lớn nhất, chính là 5/6. Được không? Bài số 2. Tính. Giải đây luôn. Bây giờ cái này là cái mẫu chung là 12. Thì cái phân số này chúng ta sẽ quy đồng lên làm cho 3, được không? Cho 3. 4 x 3 là 12, như vậy chỗ này là chúng ta nhân cho 3, được không? Nhân 3 thì có phải là bằng 9 không? 9/12. Cái mẫu này chúng ta nhân cho 4 để bằng 12 là 4, là trên 4 dưới 4 là trên 4 là bằng nhân 2 là bằng 8. Dưới là bằng 12. 5/12 bằng. Như vậy cái này là cùng mẫu giữ nguyên. 8 + 5 là 13, đúng không? 8 + 5 là 13. 13 mới 9. 13. Giờ hết suy nghĩ nữa rồi nè. 13 mới 9 là 22. Tên 12. Được không? Rồi, bài này thì nhân tử với tử mẫu mẫu thôi, được không? 2 x 3 là 6, 6 x 5 là 30, đơn giản. 5 x 6 là 30. 30 x 7. 30 x 7 là 210. Được không? Rồi bài này thì sao đây? Bài này thì chúng ta lấy mẫu là chung là 32, mẫu chung là 32. Như vậy cái này chúng ta sẽ nhân cho máy được 32, vậy chúng ta sẽ là nhân cho 4. 4 x 8 là 32. Tử nhân 4, mẫu nhân 4. Tử nhân 4 là 4 x 7 là 28, được không? 28. Ở dưới là 32. Trừ 16 là tâm nhân 2. Thì tử nhân 2 thì mẫu cũng nhân 2, tử nhân 2 là bằng 14. 32 trừ 11 32 nè. Bằng. Như vậy cái này chúng ta sẽ trừ ra được bao nhiêu đây? 25, như vậy còn là 3. 3 nên 32. Được không? Rồi bài dưới này. Thì hai cái này nhân chia đúng như vậy chúng ta sẽ bằng là đảo ngược này, 15 này
phần 16 giữ nguyên nè, tức là nhân cho 8 phần 3 nè, nhân cho 3 phần 4 nè, được không? Đó, bằng 3 với 3 trên này là coi như là còn 1, này 8, 8 với 4 trên này, trên này còn 2, 2 vậy là 30 trên 16, được không? 30 trên 16. Rồi, bài tiếp theo, qua trang. Bài số 3, diện tích một khu nghỉ mát là 5 ha, trong đó 3 phần 10 diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là có bao nhiêu mét vuông? Giờ trước tiên thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đổi ra ha, giải nè. Như vậy là chúng ta đổi 5 ha này ra bằng bao nhiêu mét vuông? Được. Ha nè, đề ca mét vuông nè. Mét vuông nè. Rồi. Bây giờ cái diện tích của hồ nước là chúng ta lấy nhân cho 3 và ta chia cho 10 bằng 5 3 15. Như vậy cái diện tích này vuông đáp số bây giờ bài số 4. Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người, biết bố hơn con là 30 tuổi. Như vậy bây giờ cái bài này là thứ nhất là gì? Chúng ta nhận xét này. Chúng ta lấy bố gấp 4 lần tuổi con, như vậy là bố này 4 phần. À, con 1 phần. Thấy chưa? Rồi, bố hơn là hiệu. Như vậy bài này nó sẽ rơi vô cái dạng là gì? Hiệu tỷ, đúng không? Hiệu tỷ, giải. Hiệu tỷ thì chúng ta sẽ tính là hiệu số phần. Hiệu số phần. Bốn nó trừ cho một bằng 3, được không? Bằng 3. Rồi, tuổi của bố trước cũng được, con trước cũng được, được không? Tuổi của con là chúng ta lấy 30, nó sẽ chia ra 3 phần. Và chúng ta nhân cho nhân cho một ha. Nhân cho một vì con là có một phần. Nhân một. Bằng 10. 10 tuổi. Tuổi của bố là chúng ta cũng tương tự vậy, chúng ta lấy 30, chúng ta chia cho 3, rồi chúng ta nhân cho 4 phần, 40 tuổi. Rồi cách thứ hai thì chúng ta lấy 10 tuổi này, chúng ta cộng 30 cũng được 40, được không? Cách nào cũng được. Đáp số. Con 10 tuổi, bố 40 tuổi,
Yeah. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh ở Hải để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.